chia sẻ quay trở lại câu chuyện là 7 năm gắn bó với cả hai vợ chồng tôi thì thực sự tôi coi anh Linh như người em gái thì tôi thì út không có em là người em gái và tôi cũng phải nói những một cái tình huống nó rất là quan trọng như này. 2012 thì mẹ vợ tôi cấp cứu ở đại nguy kịch ấy. Thì cái người đầu tiên mà đến với bệnh viện mà ở bên cạnh vợ tôi tại đó thì là cô gái này. Thế đấy là cái tình huống tôi rất là nhớ. Và qua cái tình huống đó thì có thể đây là cái người cũng thực sự là có một cái tình cảm và cái sự tôn trọng rất là đáng quý. Thì đó là cái điểm mà thực sự một lần nữa cảm ơn em. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. Kirk is really solid. He's a great lawyer and he's also a great friend. And I'm hoping he's going to be a fantastic and great husband. Because he is, you know, he tries to excel at everything he does, and I'm sure he'll excel at being a wonderful husband. So I wish you all long life and happiness together, and you know, I look forward to seeing you in Singapore after this. Thanks, guys. You're wonderful. Cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend.